chào quý vị khán giả. Hôm nay là ngày thứ hai Coleman đang có mặt cùng với gia đình tại Sentara Mirage Mũi Né Resort. Như bà con bác cũng biết là lúc nào sáng sớm mình luôn luôn là mình một là mình đi ra mình kiếm quán ăn. Thật ra ở đây thì rất nhiều quán ăn ở bên ngoài rất là ngon, nhưng mà trong cái khung cảnh này mình không thể mình không khám phá cái buffet. Sáng nay thì cả nhà mình cũng còn đang ngủ say lắm, bà xã với mấy đứa nhỏ cũng đang ngủ còn phê lắm, mình tranh thủ để vô đây để đầu tiên là để ăn sáng, review thử cái buffet của Sentara như thế nào. Mình thấy cái nhà hàng nó đẹp quá đi, bên trong bên ngoài đều đẹp. Hôm qua trong cái video clip bên trước đó mình đã giới thiệu con bác rồi, và cái điều thứ hai nữa là mình tranh thủ ăn nhanh để mình đi sang nhà của dì Tư Dần đó, của bà Tư Dần ở gần chợ Phan Thiết, để mình xem mình chuẩn bị làm cái chương trình Tiếng Rau 4.0 để giúp cho hai chị em bà Ba và bà Tư Dần bán chè tại Phan Thiết. Rồi nhưng mà bà con bác mình vô tham quan đó. Ở bên ngoài trước khi bước vào bên trong thì bên ngoài đó chúng ta thấy có những cái khu vực ngồi rất là đẹp luôn đó, rất là chill ha. Chứ mình chắc mình chọn cái bàn ở ngay góc đó đó, ngồi ngoài hít thở không khí buổi sáng. Rồi nhà hàng này có cái tên là Mundo đấy. Vô hai bên, hai vô ngay giữa là hai bên cánh là hai dãy. Mình cũng không biết bắt đầu từ cái bên buffet nào. Thôi thì có lẽ là mình bắt đầu từ bên phía buffet này trước đi. Trước mặt là cũng có cái quầy luôn, quầy gì đó ta. Quầy này quầy rau. Xà lách các loại. Rồi có cái bình bông tươi rồi rói, đẹp quá. Gần cái quầy thịt nguội là có quầy bánh. Đây quầy bánh có bánh mì, bánh có rất nhiều loại bánh, có bánh mì chuột nữa. Bánh sandwich nè, bánh bánh mì tròn ha. Rồi bánh mì chuột. Ồ đây có bánh mì đen nữa nè, ngon quá. Ôi ơi cái gì chứ, cái quầy bánh là nhìn thôi là cũng đủ mê. Bên đây là quầy mứt. Mứt các loại, mứt thơm, mứt siro, có siro dâu, hạt điều, hạt hướng dương, hạt bí, hạnh nhân, cắt lát, nho khô. Ủa, cái gì? Trời, mấy đứa nhỏ mình mời xuống này chắc nó mê lắm nha bà con. Bên này là bánh, có nguyên cái xe bánh mì rồi, làm sẵn luôn, xuất sắc chưa? Trời ơi, bánh mì ở quay này nhìn. Bởi đi đâu năm sau không ai nhà quê như tôi thiệt á, chỉ có thèm ăn những cái món đơn giản. Chị làm nè. Cái này là em làm thập cẩm hả? Dạ. Chị làm thập cẩm, trong đó có heo quay, trong đó có tất cả mọi thứ. Chả này chả bò hả ta? Ngon quá. Tí mại nữa. Trời ơi. Cái heo quay nhìn nó ngon quá. Rồi chắc lấy nửa ổ đi. Đào bánh mì. Em làm sẵn rồi hả? Chị kiếm cái dĩa. Dĩa này được không? Lấy dĩa này được không? Rồi, ok. Nếu ít bánh mì thêm thì mình được không? Dạ. Chỉ thôi. Đúng rồi đó. Okay. Ít thấy thịt ngon quá. Rồi cho anh đi về luôn đi. Em có đủ nước chấm rồi hả? Không, cho anh thịt nạc á, thịt nạc. Đây nè, cho anh xách xíu nhiều rồi. Bắt chước cái chị kia luôn, để lên luôn đi. Bánh mì Việt Nam, cái này hơi thiếu ớt chút xíu, lát là kiếm ớt. Rồi bắt đầu mới vô cánh trung tâm thôi, giờ mình đi qua cánh trái. Ôi buffet này phong phú quá ông ơi. Xúc xích thịt heo. Tiếp theo là đậu hũ sốt cà. Ồ thịt heo kho ngon quá vậy trời. Cái món này có vẻ hấp dẫn rồi nha, thử nha. Ồ cái nước này ngon quá à. Rồi.
xưa mẹ mình hay nói là con mắt to cái bụng á, nhìn đi ăn buffet là cái gì cũng muốn ăn hết á. Dạ, ăn cả thế giới mà múc cho cố rồi cuối cùng dư ra, đó là gọi là lãng phí. Bò hầm rau củ. Ở đây là gà xào xả ớt. Rồi đủ đồ hết. Ha ha ha. Dạ, em chào anh. Quen quá. Dạ, cơm chiên xúc xích. Cơm trắng. Ủa, cái này ngon quá nè, thiệt luôn á. Thôi gà đi, làm gà xào xả ớt đi, chịu không nổi rồi đó. Không, lấy cái dĩa, 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 dĩa. Giúp giùm đi Quang ơi. Không, không, để anh đưa cái nhỏ nè, anh gầm cái nhỏ nè. Ôi, nhìn là thấy rồi. Rồi, thế thôi. Kia là mì nữa. Thấy anh dựng nước mì cũng ngon quá, không biết chờ luôn rồi. Phải đi tiếp, đi tiếp. Đang gây ách tắc giao thông. Dông quá. Quá trời luôn, đây cháo nè. Cháo trắng. À, có há cảo đây, những tín đồ có há cảo đâu. Oh, wow. Mình cũng không phải là tín đồ của há cảo, nhưng mà thiệt mình thấy hấp dẫn quá, mình cũng gấp luôn một cục. Ăn thử một cục cho biết. Rồi, để lên luôn. Con mắt to hơn cái bụng. Rồi, bên đây là cháo trắng ha, có đầy đủ trà bông, thịt heo, rồi trứng bắc thảo, rồi đủ thứ. Có thiệt luôn á. Con mắt to hơn cái bụng rồi, lỡ rồi. Đưa lên luôn. Út. Rồi tiếp theo. Rồi lên luôn. À, bên đây là trứng, quầy trứng. À, đây là bà quầy trứng chia, quầy trứng luộc cũng như vậy. Ồ, đậu trắng sốt cà chua. Trời ơi, buffet nó phong phú quá, quá trời món luôn á. Mới đi một vòng gần hết 10 phút rồi. Trứng luộc 4 phút. Khoai tây bi nướng. Có chiên ốp la nữa kìa. Rồi, khoai tây rau củ. Dạ rồi, xin phép, xin lỗi. Ô, có cái quầy dễ thương không? Rồi, làm cái quầy mà coi như làm cái salam luôn rồi, dễ thương thôi. Ha ha. Dầu lên cho nó ngon nha. Ồ, vui vậy ta, dễ thương rồi. Xin lỗi nha. Hay bánh kép, dạ, dạ không gì vậy lắm. Rồi, đây mấy em nhỏ rất thích lắm nè, bánh kép với bánh bánh này gọi bánh gì quên rồi ta. Hả? Waffle. Bánh này gọi bánh gì quên rồi. Waffle hả? Còn nữa, trời ơi, nó rộng mênh mông. Đây, cảm ơn, đó, con trợ lý cầm luôn, này rút kinh nghiệm. Ủa, uống cà phê lấy đây luôn hả? Dạ, đúng rồi. À, à, lát cho anh ly một ly cà phê sữa đá. Dạ. Cho anh ly cà phê sữa đá ít sữa. Cà phê sữa đá ít sữa, dạ rồi. Cho anh cái ly chất lượng chứ mà. Dạ, tuyệt vời luôn. Ủa, có cái quầy này luôn đã dữ vậy trời. À. Xuất sắc, xuất sắc. Rồi, nãy mình đi từ cánh trái mình qua tới cánh phải. Khoai lang hấp. Xôi vò. Úi trời ơi. Ủa, toàn là món ăn tuổi thơ không? Bánh hỏi heo quay. Ủa, thấy bánh hỏi không? Là heo quay nằm đâu? Bánh hỏi thì đây rồi. Bánh bèo, bánh lọc, bánh ít. À, bánh ít. Bánh ít, bánh ít. Ủa, cái món nào không? À, bên này quầy trái cây. Đây, bên này quầy trái cây. Rồi, cuối cùng kết thúc là gặp nhau tại một cái quầy nước. Không biết hôm nay món nước có món gì.
Món nước có món gì vậy em? Phở hả? Bún bò với phở gà hả? Rồi. Cho anh tô bún bò nhé. Quanh bún bò. Rồi rau. Anh bún bò luôn. Okay. Em ăn chứ. Rồi đây. Ok, thank you. À, rau tươi rồi rói. Rau quá tươi. Hai bạn kia giữ chỗ trên lầu ở trên lầu nhiều thứ đẹp. Xíu này rau om. Mình thích ăn rau muống, mình không thích ăn rau mình không thích ăn bắp chuối. Thật sự là như vậy. Đó. Rồi ít rau thơm, rồi rau thơm này nhìn là thích. Húng lủi rồi ha, rau thơm các kiểu. Rồi đây, để đây. Để đi kiếm cái sốt ở đâu ta? À đây đây đây. Và lúng miếng chanh cuối cùng. Xí nước mắm luôn. Cũng chưa có nêm nếm bên trong nhưng mà cứ cho một xíu nước mắm cho nó thơm. Và cuối cùng là ớt. Đây hơi thiếu sa tế, đây thiếu đúng một món đó sa tế. Rồi, thôi mời quý vị các bạn ra cùng Coloman ăn sáng. Thật ra thì bên phía ban quản lý của Sentara Mirage Resort Mũi Né có dành cho đó, cái khu vực bên đó là khu vực dành cho VIP Family Lounge. Thì gia đình mình là được phép là ngồi bên đó cho nó vắng vẻ, cho nó vắng vậy đó, cho vắng vẻ mà nó ít người. Nhưng mà mình thì mình thích chỗ đông người, buổi sáng mà ăn buffet mà ăn có gia đình có mấy người ăn nó buồn lắm, cho nên thôi mình hôm nay mình xuống đây mình ăn. Còn có khả năng là sáng mai mình qua bên đó mình review thử cho bà con bác xem nhé. Anh hả? Anh mới ra hôm qua, mới ra hôm qua. Rồi anh cảm ơn em. Đó, người ta nói con mắt to hơn có bụng là có thiệt. Dạ có, cảm ơn con nha. Đây. Người ta nói là rồi phải ăn cái món nóng trước. Đó, đầu tiên là bún bò. Trời ơi cái ly cà phê đó cho mẹ ơi, đã quá. Đây, đó mà con thấy đã chưa? Trời ơi cho mình ly quá chất lượng. Coi ăn nhanh này đi đến nhà của bà Tư Dần đó, để sáng nay vào để quay. Rồi rách mình đi nhiều khi mấy đứa con gia đình mình bà xã rồi cũng không có vui vậy đó, lúc nào cũng kết hợp hết á. Rồi đi gì mà đi chơi mà cũng kết hợp nữa, cái gì cũng kết hợp hết. Dạ chứ giờ biết làm sao, giờ thời gian thì ít, ai cũng có một ngày, ai cũng có 24 tiếng đồng hồ thôi, mình cũng vậy thôi, đâu có cách nào khác đâu. Thành ra là phải kết hợp chứ làm sao giờ. Tại vì lý do là giờ, nhưng bà con bác cũng biết là cái chương trình chuyến đi nhớ đời The Journey thì giữa tháng 5 tới cuối tháng 5 là bắt đầu ghi hình. Và đi liên tục 15 ngày, thành ra chương trình tiếng rau sợ quay không kịp. Đó, chính vì vậy cho nên lúc nào tranh thủ được là tất cả anh em mình tranh thủ. Mình cũng vậy luôn. Rồi, hôm nay là sau cái bữa ăn ăn sáng này thì mình phải di chuyển vào chợ Phan Thiết đến nhà của bà Tư Dần với bà Ba là chị của bà Tư đó, để quay thêm rồi livestream rồi nhắc khán giả. Thương lắm, hai hoàn cảnh của bà Tư với bà Ba cũng rất là thương. Bà con bác mình
sẽ xem những video sắp tới, bà con các mình sẽ thấy là hoàn cảnh của bà con của dì dì Tư và bà Ba như thế nào. Bò. À. Ngon quá. Mặc dù thiếu sa tế nhưng mà hương vị của bún bò nơi đây thì đó, bà con thấy cái nước trong veo. Cái nước đậm đà. Nước trong rất là đậm đà. Mình đi đâu cũng vậy à. Thường 5 sao, 6 sao, 4 sao, 3 sao gì. Ăn sáng buffet là luôn luôn mình phải ăn một cái món nước. Lý do mình nghĩ rằng cái món nước đó là cái món xác định là cái đầu bếp ở đó có ngon hay không. Và ở đây mình xác định là riêng món bún bò là ngon nha. Hôm nay có phở gà, mình chưa có ăn phở gà, nhưng mà ăn bún bò là thấy vừa miệng rồi đó. Hôm nay gia đình mình đi ra trước lễ luôn, chứ còn thường mình đi mình sợ, rất là sợ đi ngay ngày lễ. Ngày lễ rất là đông, mà y như rằng luôn ngày hôm nay là trước lễ nha, 27, 28, 29, 30 gia đình mình về mà cũng không có phòng luôn. Chỗ này là mới nhưng mà phải nói là rất là đông vì khung cảnh nó quá đẹp đi. Ngồi đây mà cảm giác giống như đang ngồi Tây Ban Nha hay đâu quá bà con. Ăn bún bò Huế mà ngồi Tây Ban Nha. Đây bánh mì thập cẩm của cái xe bánh mì nãy. Biết là ai cũng ăn bánh mì là mập, không biết sao mình cứ thấy bánh mì là mình chịu không nổi à. Trời ơi, chơi cái dĩa trứng ngon quá rồi. Trời ơi, dĩa trứng ngon quá. Chôm chôm chôm. Chôm của bạn Cao Minh Quang. Bạn Cao Minh Quang là bạn chuyên đi chụp những cái chân dung mà của nhân vật của mình á. Bạn Quang, còn bạn còn một bạn là bạn Hào đang cầm máy quay cho mình. Hai bạn kết hợp lại là Hào Quang. À, còn mình có một bạn tài chuyên làm âm thanh nữa. Nhưng mình không thích thằng đó, tại vì nếu thằng đó đi với quan tài nó nguy hiểm, không? Bà tê thơm á. Nấm thơm vậy. Tiếp tục thử. Gà. Nó nhìn cái món gà đó, nhìn cái màu là thấy biết rồi. Chưa ăn đã biết ngon. Mềm rất thơm. Có muối tiêu không ta? Muối tiêu. Muối tiêu. Xin nó hủ muối tiêu.
bố chua. Gà ngon quá. Rồi còn ớt nhà cho ăn mới đến nít ăn được trời. Đúng nghĩa là gà, gà xào xà ớt luôn. Thấm vô trong ngon ghê. Xác định là đầu bếp Santara Mirage ok nha. Đó, đúng rồi. Chấm một chút cho nó mà đậm đà. Mình ăn hơi mặn với nước. Rồi, thử cái há cảo. Mềm, dẻo, trong nó thơm, thịt ngồi ngồi nè. Nãy mình quên, nhìn có cái gì chấm. Rồi ăn cái trứng muối. Há cạo ăn cái muối là lạ đời không? Mặn mặn, bùi bùi. Trong lúc chưa nhai hết, mình sẽ chơi thêm cái này nữa. Không dịch bắt thảo. Rồi, cái gì bạn không biết không? Bây giờ là mình đã chia sẻ với bà con cái buffet sáng của Santara Mira Resort Mũi Né. Quá nhiều lựa chọn cho một buổi sáng. Rồi các bạn chú ý nha, đừng giống comment nha. Mát to cái bụng nha. Đó, vừa hoà mà cũng chưa hết. Cái này ăn gọn đúng rồi. Cái này thì hết. Còn cái này để lát chú húp tiếp. Nước lèo ngon quá. Đừng bỏ lỡ một buổi buffet nào tại Santara Mirage Resort Mũi Né nha bà con các bác. Xin chào tạm biệt. Wow, buổi sáng ngồi đây nhìn đây ngắm biển, phía trước mặt là biển. Rồi ở bên ngoài rất là mát luôn tại vì bên đây là nắng Tây. Buổi tối, buổi chiều thì hoàng hôn, ngồi đây ngắm hoàng hôn. Mà buổi sáng thì ngồi đây rất là mát. Thưởng thức buổi sáng nhẹ nhàng, thông thả, thoải mái. Đã lắm. Chào tạm biệt quý khán giả nha. Xin chào tạm biệt. Yeah.